Xin chào, đây là The Bike Room Việt Nam. Hôm nay chúng ta sẽ phân tích về thực thể số 33, The King. Thực thể số 33 là một trong những thực thể đặc biệt, không chỉ vì mối liên kết bí ẩn nào đó với thực thể số 30, Mother, mà còn là thực thể đã trải qua 4 đợt chỉnh sửa. Nhưng nói là chỉnh sửa thì không hẳn, vì mỗi bản đều như một bản vá hoặc là thêm thắt thông tin, khiến cho thông tin của thực thể này từ mập mờ nhất đến rõ ràng nhất. Mỗi bản chỉnh sửa đều có một manh mối liên kết với các manh mối còn lại, nên chúng ta sẽ đi vào từng bản chỉnh sửa nào. Chúng ta sẽ đến với bản chỉnh sửa đầu tiên, cũng là bản tài liệu đầu tiên về thực thể này. Thực thể số 33 còn được gọi là King of the Cloud, The Animated King, hoặc đơn giản, The King, là một thực thể cư trú ở tầng cao nhất trong lâu đài núi trong suốt ở level 94. Hắn rất thông minh, biết nhiều kiến thức trong nhiều lĩnh vực, không bối rối, hoang mang hoặc mù quáng trước sức mạnh của chính mình. The King là một vị vua tự xưng ở level 94 và không một ai chống lại được quyền lực của hắn. Hắn ngồi trên ngai vàng trong lâu đài núi trong suốt, chờ đợi những vị khách đến. Một khi những vị khách dưới dạng thực thể thông minh hoặc con người đến, thì một bàn ăn dài, đẹp cùng với hai chỗ ngồi sẽ hiện ra trước mặt nạn nhân. Hình thức bên ngoài của chiếc bàn được mô tả là đẹp và trang trí công phu và không bị hư hỏng. The King sẽ ngồi xuống một trong các cái ghế và yêu cầu nạn nhân ngồi xuống ở đầu bên kia, không có cách nào để từ chối lời đề nghị này. Nhà vua sẽ bắt đầu nói chuyện về những điều tuyệt vời. Hắn sẽ nói về cách thoát khỏi level và cách để thoát ra khỏi mê cung vô tận mà những nạn nhân của hắn đang bị mắc kẹt, và tin tưởng vào hắn. Tin tưởng vào The King là điều khôn ngoan, vì hắn không làm gì sai với người dân của mình và với những người mà hắn giải thoát. Cuối cùng, The King sẽ bắt đầu nói những lời kích động hoặc đe dọa. Chào đón bạn đến với vương quốc của hắn, và bạn đã trở thành một phần của nơi đẹp nhất mà thế giới từng thấy, ít nhất là theo hắn. Vẻ ngoài của The King chỉ có thể được mô tả là đẹp và chắc chắn không có dấu hiệu nào của sự tàn phá bởi bất kỳ yếu tố nào. Trên đầu, hắn đeo một chiếc vương miện của vương quốc, thể hiện địa vị của hắn như một vị vua. Hắn chắc chắn là một vị vua. The King đẹp từ trong ra ngoài. The King không thể bị phá hủy dưới bất kỳ hình thức nào. Hắn chắc chắn rất mạnh mẽ và là một người dễ chịu về tổng thể. Không thể từ chối lời đề nghị gia nhập vương quốc của The King. Nếu bạn từ chối, những điều khủng khiếp có thể xảy ra với bạn, mặc dù điều này là khó xảy ra. The King sẽ để bạn đi, nhưng hắn sẽ thấy rất bực bội khi làm như vậy. Không ai muốn từ chối The King. Từ chối The King là một điều khủng khiếp và không nên làm. Hãy chấp nhận mệnh lệnh của hắn và hắn sẽ thưởng cho bạn một cách xứng đáng. Tài liệu đầu tiên kết thúc bằng lời độc thoại: người đã thưởng cho tôi một cách xứng đáng. Đức vua chẳng làm gì khác ngoài việc tốt. Bản tài liệu thứ hai lại bắt đầu bằng những lời độc thoại: cảm ơn Chúa, hắn đã biến mất rồi. Trời ơi, nhưng tại sao tôi lại muốn hắn biến mất? The King không giống như cách hắn xuất hiện. The King là một người tử tế. Không, hắn là một con quái vật. The King sẽ không làm tổn thương bất kỳ ai. Không, hắn giết người cho vui. The King luôn để cho mọi người có quyền lựa chọn. Không, hắn là một kẻ đồ tệ. Hắn ta thật đáng khinh. The King luôn luôn cung cấp nhiều quà tặng. Không, hắn ta sẽ biến bạn thành con rối dưới quyền điều khiển của chính hắn. The King thật đẹp. Cổ tôi đang ngày càng bị thít chặt hơn. Tôi đã quên cách để thở. Tôi đã quên cách để suy nghĩ. Tôi đã rối rắm đến mức bạn phải quên mất. Tất cả những gì tôi biết là The King. Tất cả những gì tôi biết là ông ấy. Ông ấy có tuyệt không? Nhưng thử thách mà ông ấy đặt ra trước đây là quá ít đối với tôi. Tôi không làm được à? Không. Tôi muốn linh hồn của tôi trở lại. Không có vị thần nào ở đây. Vị thần nào sẽ để chúng ta ở đây cơ chứ? Vị thần nào có thể kết án chúng ta vì điều này? Hắn không phải là thần. Chúng ta không cần có một vị thần. Chúng ta không cần một vị vua. Thực thể số 33. Bất lực. Hắn rất yếu. Hắn không phải là vua của tôi. Được rồi. Đến đợt chỉnh sửa số 3 này thì chắc chắn các bạn đã mường tượng ra những lời thoại kia là gì, rằng nó đã thay đổi thế nào qua từng bản tài liệu. Ca ngợi và tự hào ở bản tài liệu số 1, lo lắng và sợ hãi ở bản số 2, và cuối cùng là tức giận và tỉnh ngộ ở bản chỉnh sửa thứ 3. Đến đây thì chắc các bạn cũng sẵn sàng với bản chỉnh sửa cuối cùng rồi nhỉ? Và tất nhiên cũng là bản hoàn chỉnh nhất về thực thể này, liên kết các manh mối từ các bản chỉnh sửa trước lại. Thực thể số 33, môi trường sống, level 94. The King là những gì mà bạn tưởng tượng về hắn. Một con quái vật ẩn nấp dưới gầm giường của bạn vào ban đêm.
một bộ xương trong tủ quần áo của bạn. The King là sự ẩn nấp của những nỗi lo lắng mà bạn đang giữ bên trong cái đầu nhỏ bé của mình. Hắn có thể làm gì bạn? Chà, đó là một câu hỏi dễ. The King chỉ có thể làm những gì mà bạn nghĩ rằng hắn có thể làm. The King xuất hiện trong hình dạng tiêu chuẩn là một bức tượng đá bị vặn vẹo và hư hỏng, cầm một thanh kiếm và đội một chiếc vương miện được coi đơn giản là máy móc. Tuy nhiên, hắn không ở trong hình dạng này lâu. The King có thể thay đổi để trở thành những gì mà bạn nghĩ về hắn. Nếu bạn nghĩ hắn là một con sư tử, hắn sẽ trở thành một con sư tử. Nếu bạn nghĩ hắn là một con côn trùng kêu rên thảm thiết, thì hắn sẽ trở thành chính xác như vậy. Bạn nghĩ The King là gì? Tôi nghĩ hắn chả là gì cả. Hắn không là gì đối với tôi, và hắn không thể làm tổn thương tôi. Thực thể số 33, The King, được phát hiện cùng với level 94, có thể được tìm thấy tại đây. MEG đã khám phá ra level 94. Và cuối cùng, chúng ta sẽ đến với phần cuối cùng của video, đó chính là những điều nên và không nên nếu bạn chạm trán với The King. Bạn nên coi hắn thật thảm hại. Hắn không thể làm tổn thương bạn hoặc bất kỳ ai khác nếu hắn không được phép. Bạn là vua ở đây, bạn là người duy nhất có thể định hình số phận của chính mình. Đừng để hắn biến bạn thành con rối của hắn. Bạn mới chính là người quản lý con rối của hắn. Hắn là một vị vua mù, hắn bối rối và hoang mang. Hắn là một vị vua ngu ngốc. Sự ngu ngốc của hắn đã kiềm hãm hắn lại. Người duy nhất nắm giữ sức mạnh ở đây là bạn. Đó là cách bạn đánh bại hắn. Nó gần giống như một bài kiểm tra của hắn. Một khi bạn đã đánh bại hắn, hãy chạy thật xa, thật xa. Hắn sẽ do dự, sử dụng nó như một lợi thế của bạn. Đừng để bị đe dọa, đừng để bị ấn tượng bởi hắn. Sự sợ hãi, tức giận, buồn bã, tội lỗi của bạn sẽ khiến hắn mạnh hơn. Còn nếu bạn vẫn tiếp tục làm ngược lại với những gì mà mình nói, thì chúc mừng. Bạn đã sụp đổ bởi chính sự do dự của bạn. Hãy nghĩ rằng hắn chỉ là những gì bạn nghĩ. Và hắn thật kinh tởm, hắn ta thật thảm hại. Hắn ta không phải thần. Không có vị thần nào đặt chúng ta ở đây. Không có vị thần nào có thể tàn nhẫn như vậy. Không có một vị thần nào cả. Không có một vị vua nào cả. Không có ai có thể dẫn chúng ta đến nơi quái quỷ này. Cảm ơn các bạn đã xem video này. Tạm biệt và chúc một ngày tốt lành.